Chào các bạn. Bài học tiếp theo trong chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành MAY có nội dung là 50 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh chung nhất thường gặp. Thì trong cái bài 30 là về chủ đề là phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành MAY. Thì nội dung trong này mình có đầu tiên là 50 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh chung nhất thường gặp là cái bài học mà mình đang chia sẻ với các bạn đây. Ngoài ra với bộ phận QA mình sẽ có những câu hỏi riêng dành cho bộ phận QA, và với bộ phận merchandising mình cũng có video về 60 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành MAY cho bộ phận merchandising. Và ngoài cái ba cái phần này ra, có nghĩa là 50 câu hỏi phỏng vấn chung này thường gặp cho tất cả các bộ phận là những câu hỏi chung nhất, thì chúng ta có câu hỏi riêng cho QA, chúng ta có câu hỏi riêng cho merchandising, và chúng ta còn có ở đây là có chúng ta có những câu hỏi phỏng vấn về chuyên ngành MAY. Chuyên ngành MAY mình có rất là nhiều, 209 câu hỏi về chuyên ngành MAY. Đó là riêng về cái chủ đề là phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành MAY ở trong cái khóa đào tạo tiếng Anh chuyên ngành MAY của mình. Vậy thì mình cũng đã nói rất nhiều về cái khóa đào tạo tiếng Anh chuyên ngành MAY của mình. Thì sau đây mình xin giới thiệu qua trước khi vào bài học là 50 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh chung nhất, thì mình sẽ giới thiệu qua về cái khóa học đào tạo tiếng Anh chuyên ngành MAY của mình. Cái phần giới thiệu này nó rơi vào tầm 6 phút. Vậy cho nên là nếu mà bạn nào không quan tâm về cái khóa học này thì các bạn có thể tua đi 6 phút và quay trở lại. Tua đi 6 phút thì các bạn sẽ quay trở lại vào cái nội dung chính của cái bài học là 50 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh chung nhất và thường gặp. Là rất nhiều bạn quan tâm đến tiếng Anh chuyên ngành MAY. Vì vậy nên là xin phép các bạn ở cái đoạn đầu của video, mình muốn chia sẻ với các bạn về khóa học tiếng Anh chuyên ngành MAY của mình. Và thì ở đây cũng là một khóa học có phí. Thì cái khóa học này của mình là bao gồm 30 bài, từ bài 1 đến bài 30, và với 12 chủ đề. Thì với mỗi một bài học, với mỗi một chủ đề, mình đều có bài tập thực hành. Chủ đề đầu tiên là về Grammar Defects, tức là các lỗi MAY trong tiếng Anh, thì mình cũng có bài tập thực hành, đó là dịch nhận xét hoặc dịch comment Anh Việt hoặc Việt Anh dựa trên hình ảnh sản phẩm lỗi. Từ bài số 1 đến bài số 3 là các lỗi MAY trong tiếng Anh. Từ bài số 4 đến bài số 9 là cách đọc hiểu dịch và cách đo bảng thông số của tất cả các loại mặt hàng trong tiếng Anh. Bài số 10 là tên các loại nguyên phụ liệu trong tiếng Anh ngành MAY. Bài số 11, tên các sản phẩm may mặc và các bộ phận của chúng trong tiếng Anh. Bài số 12, các loại đường may trong tiếng Anh. Bài số 13, tất cả các thuật ngữ viết tắt trong tiếng Anh ngành may. Bài số 14 là tiếng Anh ngành may về giặt. Từ bài 15 đến bài 18, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bản Sewing Instruction, tức là bảng hướng dẫn may bằng tiếng Anh của tất cả các loại sản phẩm may mặc. Thì cái bản này là cái bản mà các bạn làm khi mà hướng dẫn công nhân may, có thể là công nhân may mẫu hay là công nhân may đơn hàng đại trà. Bài số 19, bài số 20 là đọc hiểu dịch và trả lời email tiếng Anh. Bài số 21 đến bài số 28 là đọc hiểu và dịch tài liệu kỹ thuật. Từ bài 25 đến bài 29 là tiếng Anh giao tiếp ngành may. Bài 30 cũng là bài rất quan trọng, là bài cuối cùng của khóa học, đó là phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành MAY. Thì mình có 50 câu hỏi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn trả lời 50 câu hỏi thông thường khi mà phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành MAY. Đây là những câu hỏi chung khi mà phỏng vấn tiếng Anh. Ngoài ra thì có hơn 100 câu hỏi là về tiếng Anh chuyên ngành MAY. Tức là 50 câu hỏi là tiếng Anh thông thường, ví dụ như
là giới thiệu bản thân hay vân vân và vân vân. Còn hơn 100 câu hỏi phía sau là những câu hỏi về chuyên ngành mai. Và mình có 12 bài tập tương ứng với 12 chủ đề. Thì với mỗi một chủ đề thì sẽ có một bài tập thực hành đi kèm. Và cấu trúc của bài học của mình bao gồm: thứ nhất là mình sẽ gửi video bài giảng cho các bạn, và tương ứng với video bài giảng thì mình sẽ gửi file Excel là file giáo trình bài giảng cho các bạn. Đi kèm với giáo trình video, mình sẽ gửi bài tập cho các bạn. Sau khi mà các bạn hoàn thành thì các bạn gửi lại cho mình để mình kiểm tra, nhận xét và giải thích thêm cho các bạn, chỉnh sửa cho các bạn. Thì ở trong 12 chủ đề với 30 video này hoàn toàn là mình sử dụng cái tài liệu của mình. Tuy nhiên, mình hiểu là các bạn làm rất là nhiều sản phẩm may mặc khác nhau, vẫn rất là nhiều khách hàng khác nhau. Chính vì thế cho nên là nếu các bạn yêu cầu mình làm video hướng dẫn dựa trên tài liệu mà các bạn gửi, thì các bạn gửi tài liệu cho mình và mình làm video hướng dẫn gửi lại cho riêng các bạn. Tiếp theo nữa là khi mà các bạn học theo video hay các bạn làm bài tập hàng ngày thì các bạn có thể là hỏi mình, nhắn tin gọi điện hỏi mình, hoặc là đặc biệt mình hỗ trợ cho các bạn là công việc hiện tại của các bạn có gì khó khăn hay là có gì mới thì các bạn cũng có thể hỏi mình. Bởi vì mình hiểu, mình cũng đã từng trải qua, mình rất hiểu là đặc biệt là với các bạn mới khi mà bước chân vào ngành may thì rất là những giai đoạn đầu rất là khó khăn. Vì vậy cho nên là mình sẽ đồng hành đi cùng các bạn, hướng dẫn hỗ trợ các bạn trong công việc hiện tại của các bạn, kể cả về quản lý đơn hàng hay kể cả về QA/QC và đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành may. Đây là khóa học có phí. Các bạn nếu mà có quan tâm thì liên hệ với mình theo số Zalo này để chia sẻ thêm chi tiết về khóa học. Ok, bây giờ quay trở lại chương trình khóa học đào tạo quản lý đơn hàng ngành may. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Ở trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta đi vào những câu phỏng vấn tiếng Anh thường gặp. Thì ở cái bài 30 thì mình đã chia sẻ với các bạn 60 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh dành cho bộ phận Merchandising, là bộ phận quản lý đơn hàng. Còn ở trong cái video này thì nó là những cái câu hỏi chung nhất mà bất cứ một cái ngành nào, một cái lĩnh vực nào trong cái buổi phỏng vấn thì đây là những câu hỏi chung nhất, Common Interview Question, tức là những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thông thường hay những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp. Thì nếu mà các bạn mà search cụm từ này ở trên Internet thì các bạn sẽ ra rất là nhiều. Và có rất là nhiều cái video hướng dẫn các bạn về những cái câu trả cách trả lời những cái câu hỏi này. Tuy nhiên thì ở trong cái video này thì mình sẽ giới hạn lại là trong nghề may, tức là cái cách trả lời nó liên quan đến cái việc là trong ngành may của chúng ta. Bởi vì là ở trên mạng thì người ta sẽ trả lời chung chung trong tất cả các lĩnh vực chung. Còn ở đây là chúng ta đã làm việc ở trong ngành may cho nên là mình nói hạn chế lại ở trong lĩnh vực may, cũng như là đây là những mình chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế của mình. Bởi vì là cũng giống như mọi người khác thì mình cũng đã đi phỏng vấn rất là nhiều lần. Thì đây là những cái kinh nghiệm của mình thì các bạn có thể là có thể đúng có thể sai, nhưng các bạn mà thấy đúng thì có thể áp dụng, còn nếu mà thấy sai thì hạn chế đi chẳng hạn. Ok, thì với mình ấy, thì trước khi đi phỏng vấn thì cái việc lựa chọn nghề, lựa chọn công ty là rất quan trọng. Ở đây lựa chọn nghề thì chúng ta đã làm với ngành may rồi, thì cái việc lựa chọn nghề là chắc chắn là ngành may, không còn bàn cãi gì nữa rồi. Còn cái việc lựa chọn công ty thì riêng về cái ngành may này thì nó tùy thuộc vào cái vị trí địa lý sinh sống của bạn, hoặc là nó phụ thuộc vào cái kinh nghiệm và kỹ năng của bạn, thì bạn có thể lựa chọn công ty
Với những người ít kinh nghiệm hoặc chưa có kinh nghiệm thì các bạn có thể lựa chọn làm việc ở nhà máy, có thể là những nhà máy gần nhà. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà bạn làm việc ở nhà máy thì thứ nhất là chỉ có nhà máy mới mới có thể là chấp nhận bạn trong cái trường hợp mà bạn chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà nếu mà đã là công ty của nước ngoài thì điều kiện tiên quyết bắt buộc là bạn phải biết tiếng Anh. Chính vì vậy cho nên là chúng ta đang ngồi đây để mà học tiếng Anh. Ok, về lựa chọn công ty thì đó có nghĩa là nếu mà bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thì đầu tiên là bạn nên làm ở nhà máy. Bởi vì sao? Ngoài cái lý do mình nói là nhà máy chấp nhận những cái vị trí mà chưa có kinh nghiệm, bởi vì ở trong cái hệ thống của họ, họ có chương trình đào tạo người cũ kèm người mới, hoặc là nó hoặc là nhiều nhà máy có hệ thống có chương trình đào tạo rất là chuyên nghiệp thì họ có thể chấp nhận những cái sinh viên mới ra trường rất là trẻ, năng động, nhiệt tình, hoặc là họ chấp nhận những cái người chưa có kinh nghiệm để vào đào tạo với một cái mức lương nó thấp thôi. Và cái quy trình chung của phát triển trong nghề may đầu tiên là đi lên từ nhà máy, sau đó thì sau một thời gian sau các bạn tích lũy kinh nghiệm thì các bạn có thể làm lên vendor, và sau đó thì khi mà có đủ kinh nghiệm và đủ kỹ năng thì các bạn có thể làm việc cho buyer. Thì đó là đến cái lúc đó thì với mỗi một cấp và đương nhiên là mỗi một lần chuyển việc thì cái việc thu nhập của các bạn sẽ tăng lên tương xứng, bởi vì là chỉ có tăng thu nhập hoặc là phúc lợi tốt hơn thì các bạn mới chuyển việc. Ok, đấy là nói về cái quy trình của công ty. Và nói thêm về cái việc là ban đầu tiên tại sao mà bạn nên làm việc với nhà máy, bởi vì chỉ có ở nhà máy thì các bạn mới được tiếp xúc trực tiếp và rất là trực quan với tất cả các bộ phận, trực tiếp tham gia vào cái quy trình sản xuất thì các bạn sẽ được tiếp xúc rất là thực tế. Lúc đó thì các bạn mới hiểu được là cái quy trình làm việc thực tế nó như thế nào. Và sau này khi mà các bạn đã nắm được cái quy trình rồi, các bạn đã biết cách làm rồi, biết cách làm việc của tất cả các bộ phận rồi, thì lúc đó bạn mới có thể phát triển lên được là vendor hay là buyer. Bởi vì khi đó thì chúng ta, nếu mà những cái vị trí là merchandise, vị trí quản lý đơn hàng thì chúng ta làm việc văn phòng và chúng ta tách khỏi, tức là vị trí làm việc thì tách khỏi sản xuất trực tiếp, nhưng mà chúng ta lại quản lý sản xuất, cho nên lúc đó đòi hỏi là chúng ta đã phải nắm được quy trình rồi. Ok, tiếp theo là lựa chọn vị trí làm việc phù hợp với chuyên môn đào tạo. Nói cái này thì các bạn mà học về công nghệ may, các trường công nghệ may ở Hà Nội hay ở Sài Gòn ấy, thì thực sự là một cái lợi thế. Nhưng rất tiếc là rất là nhiều các anh chị và ngay bản thân mình cũng là tay ngang, tức là không học chuyên ngành may từ đầu. Ok, còn về cái sở thích, tính cách, kinh nghiệm thì không nói làm gì rồi. Bạn có kinh nghiệm thì tuyệt vời, còn bạn không có kinh nghiệm thì ở những câu sau có một phần là nếu mà bạn chưa có kinh nghiệm thì chẳng còn cách nào khác là bạn phải học thật nhanh để mà có được những cái kinh nghiệm. Và cái kinh nghiệm mà đúc rút lâu nhất và không bao giờ quên, đó là những cái bài học xương máu, là những cái sai lầm mà chúng ta phải trả giá, thì lúc đó là các bạn sẽ không quên được những cái bài học. Ok, còn về tính cách và sở thích thì nếu mà các bạn mà thấy là tính cách và mình thích làm việc trong ngành may thì tuyệt vời. Bởi vì là khi mà bạn làm việc đúng cái sở thích, đúng cái đam mê của mình thì các bạn sẽ không cảm, thứ nhất là không cảm thấy mệt mỏi. Cái thứ hai nữa là đúng vào cái sở thích, chính vì không cảm thấy mệt mỏi các bạn sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn và các bạn tập trung vào hơn thì các bạn sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn và các bạn sẽ phát triển rất là nhanh. Ok. Và sau khi mà gửi hồ sơ đi và đã có hẹn được cái lịch phỏng vấn ấy, thì lúc đó là chắc chắn là gần như là chúng ta sẽ đi phỏng vấn. Thì công việc của chúng ta là tìm hiểu tất cả mọi thông tin về công ty. Trong cái thời
buổi mà 4.0 này thì tất cả mọi thông tin nó nằm ở trên internet rồi, cho nên là cái việc là các bạn có tìm hiểu hay không mà thôi. Với mình thì luôn luôn xác định là biết mình biết người, thì chính vì thế nên khi mà mình phỏng vấn vào công ty nào thì mình luôn luôn tìm hiểu rất kỹ về công ty đó. Ví dụ như là mình cần phải biết là công ty này làm về cái gì trước đã, quy mô công ty nó như thế nào, và lịch sử cơ cấu, thậm chí là cả lịch sử và cơ cấu bộ máy tổ chức để làm gì. Để mà ngoài cái việc là mình biết người, thì nếu mà trong cái việc là mình đã biết trước là ai là người phỏng vấn mình thì mình sẽ có được nhiều thông tin hơn, thì mình sẽ là người chủ động hơn. Và đương nhiên là với tất cả những người tuyển dụng, khi mà người ta thấy rằng là các bạn đã, trước khi đến phỏng vấn, các bạn đã tìm hiểu rất là kỹ về người ta rồi, thì người ta cũng đánh giá cái việc đó rất là cao. Và đặc biệt hai cái mà các bạn thật sự là phải tìm hiểu rất là kỹ, đấy là đó là job requirement and job description, tức là những cái yêu cầu công việc và những cái mô tả công việc. Thì cái phần này các bạn lưu ý, cái phần này nếu mà là những nhà tuyển dụng chuyên nghiệp thì họ đăng những cái thông tin tuyển dụng nó sẽ đầy đủ hai cái bộ phận này. Và chắc mình đảm bảo với các bạn là các bạn chắc chắn là phải tìm hiểu rất là kỹ hai cái phần này để xem là cái job requirement thì người ta yêu cầu cái gì. Yêu cầu cái gì để mà chúng ta quay trở lại cái bước một là mình lựa chọn cái job này nó đã chính xác hay chưa. Ví dụ như là công việc của người ta mà người ta đang đòi hỏi cái senior merchandiser hay là senior QA mà mình chưa có cái kinh nghiệm gì, họ đòi hỏi kinh nghiệm từ 5 đến 10 năm mà mình chưa có kinh nghiệm gì mà thì mình apply vào đó, thì là đương nhiên thì chả có ai gọi bạn đi phỏng vấn cả. Hay là chúng ta cần biết là những cái vị trí này nó có phù hợp với chúng ta hay không, có phải đi công tác nhiều không, vân vân và vân vân. Thì cái job requirement là những cái yêu cầu cho cái vị trí này, yêu cầu cho cái công việc này, thường là bằng cấp này, cái thứ hai nữa là kinh nghiệm làm việc này, cái thứ ba nữa là đó là đây là những cái chung, yêu cầu chung nó là như vậy. Thì các bạn cứ xem ở những cái mục tuyển dụng thì người ta sẽ có đầy đủ. Và nếu mà bạn đã phỏng vấn vào cái đơn vị nào, cái vị trí nào, công ty nào ấy, thì các bạn đọc rất kỹ phần này được. Đó, tiếp theo nữa là cái job description là cái mô tả công việc, thì ở đó người ta sẽ liệt kê ra những cái công việc mà tại cái vị trí này là chúng ta phải làm. Thì chúng ta đọc qua để xem là cái công việc này mình đã từng làm, những cái công việc này mình đã từng làm hay chưa. Và nếu mà mình chưa làm thì liệu rằng là mình có tìm hiểu thông tin được ở đâu không, nếu mà mình chưa có kinh nghiệm. Ok, tiếp theo là khi mà đi phỏng vấn thì chắc chắn là các bạn luôn luôn nhớ cho mình là tự tin nhưng mà không kiêu ngạo. Tự tin thì tất nhiên là nói là nếu mà có kinh nghiệm thì mới tự tin được, còn không có kinh nghiệm thì không tự tin, điều đấy là không đúng. Chúng ta nếu mà không có kinh nghiệm thì qua cái việc tìm hiểu rất kỹ ở phần này, tìm hiểu trước khi đi phỏng vấn, thì chúng ta đã có được một phần tự tin nhất định rồi. Tất nhiên là đương nhiên là nếu mà mình tìm hiểu kỹ thì mình sẽ tự tin hơn là mình chưa tìm hiểu gì. Và thì cái vế đằng sau thì kiêu ngạo thì cũng không nên. Và đương nhiên là chúng ta thể hiện cái tinh thần cầu tiến và ham học hỏi, vui vẻ dễ gần nhưng không dễ dãi. Ở đây mình không nói đến cái vấn đề những cái dễ dãi về về tính cách vân 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 vân. Ở đây là mình muốn nói ví dụ như là người ta hỏi một hai người ta hay hỏi một câu như thế này: bạn có chấp nhận là làm overtime không ấy, tức là làm tăng ca không ấy. Thì nếu mà cái thông thường thì ai cũng nói là đồng ý, thế nhưng mà cái hoàn cảnh của bạn không thể overtime được mà bạn vẫn cứ đồng ý, thì sau này mà bạn vào mà bạn phải overtime và bạn không thể thể đáp ứng được, thì cái đó là nói về cái mức độ dễ dãi, tức là chúng ta phải phải rất là thực tế. Ok, và cái vế cuối cùng đặc biệt quan trọng là rất là quyết tâm nhưng mà đừng đặt quá nhiều kỳ vọng. Bởi vì sao? Bởi vì là
Khi mà phỏng vấn ấy, thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, cho nên là chúng ta có fit cái với cái vị trí đấy bao nhiêu thì chúng ta cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng. Bởi chúng ta rất là cố gắng hết mình, nhưng mà nếu được hay không vui vẻ. Bởi vì sao? Bởi vì là phỏng vấn nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Mình lấy ví dụ như một ông sếp mà ông chỉ có thích một ông sếp nhá, mà ông chỉ thích nhân viên nam thôi, mà nếu mà bạn là giới tính nữ thì đương nhiên là không phù hợp rồi. Người ta chỉ đi phỏng vấn, chỉ lấy những cái vị trí phỏng vấn chỉ để là gọi là đánh lừa thôi chẳng hạn, vân vân, nói vui vậy thôi. Tức là ví dụ như là bạn mọi thứ bạn đều ok, nhưng mà cái tuổi của bạn không hợp với tuổi của sếp, và người sếp đó là một người gì, một người mà mê tín, thì người ta cũng gạt ra. Chính vì thế cho nên là nó có quá nhiều cái yếu tố để mà nói đến cái để mà đạt được cái kết quả phỏng vấn là pass hay là fail. Chính vì thế cho nên là chúng ta xác định ngay từ đầu là quyết tâm hết mình, nhưng mà không phải là đạt được bằng mọi giá, thì cái tâm lý của chúng ta nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Ok, đó là một cái 13 phút chém linh tinh. Bây giờ chúng ta đi vào bài học. Đầu tiên là cái câu hỏi mà ai cũng hỏi. Câu hỏi này là câu hỏi kinh điển, bởi vì là nó thường là những cái câu hỏi đầu tiên và thường là ai cũng hỏi. Tell me about yourself. Please introduce about yourself. Tức là bạn tự giới thiệu về bản thân mình. Tell me about yourself. Please introduce about yourself. Tức là nói cho tao biết về bản thân mày, hay là vui lòng là giới thiệu về bản thân mày đi. Ok, về cái này thì về cái câu hỏi này thì các bạn nên nhớ là tất cả những cái nhà tuyển dụng khi mà họ đến phỏng vấn bạn thì đương nhiên là họ đã đọc rất là kỹ cái CV của bạn rồi. Chính vì vậy nên họ thấy có một cái gì đó nó có thể là nó phù hợp thì người ta mới gọi bạn đến phỏng vấn, còn nếu mà không phù hợp thì đương nhiên là người ta sẽ không gọi. Chính vì vậy nên họ đã nắm được về bạn rồi. Chính vì vậy cho nên bạn chỉ cần trả lời những cái gì nó ngắn gọn nhất, xúc tích nhất. Tức là thông thường thì với mình thì mình sẽ trả lời là gì, tao bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, lập gia đình như thế nào, sau đấy là cái trình độ học vấn là như thế nào, và tiếp theo là giới thiệu rất là ngắn gọn những cái công việc và những cái vị trí mình đã làm trước đó, và nói từ những cái công việc xa nhất, và sau đó thì lùi dần về hiện tại. Ok, mình sẽ không đi sâu vào những cái từ tiếng Anh này, thậm chí là mình đã dịch ra rồi nhưng mà mình không đi sâu vào, mình chỉ nói những cái có nghĩa là những cái kinh nghiệm của bản thân mình. Và sau cái bài này thì nếu mà bạn nào đi phỏng vấn thì các bạn có thể là trả lời từng câu hỏi này và gửi cho mình, thì mình có thể là cùng với các bạn tìm ra những cái câu trả lời cho nó hợp lý nhất. Sau đó thì các bạn luyện tập đi luyện tập lại theo cái phần trả lời của mình, để mà vào mà bập được vào câu hỏi này là mình trả lời được luôn. Ok, ví dụ như là với những nói về phỏng vấn thì ai cũng phải nói quá lên một chút, chứ không ai là nói thật những cái kinh nghiệm trước đây của mình. Chính vì vậy cho nên là với rất là khó cho những cái bạn mà chưa có một chút kinh nghiệm nào. Chính vì vậy nên là mình có thể chia sẻ ra đây một số cái công việc mà những cái vị trí ở trong cái ngành may này phải đảm nhiệm. Ví dụ như là khi mà các bạn học cái khóa học về merchandising ấy, quản lý đơn hàng, thì các bạn biết là những công việc cần phải làm thì đương nhiên là quản lý đơn hàng là người gì, kết nối giữa khách hàng và nhà máy, thì bạn nhận thông tin từ khách hàng như thế nào, bạn nhận những thông tin gì và bạn xử lý cái thông tin đó như thế nào. Ví dụ như bạn nhận BOM, ở trong cái bài 21 thì mình đã triển khai cái đơn hàng đại trà, thì đó là một công việc rất quan trọng của quản lý đơn hàng. Thì bạn có thể là nói ra với nhà tuyển dụng, khi tao nhận được yêu cầu bắt
Các bạn nói theo cái quy trình sản xuất là bắt đầu từ gì? Phát triển mẫu qua các giai đoạn, các loại mẫu, qua từng loại mẫu như thế nào, các giai đoạn phát triển mẫu như thế nào, thì sau đó là nhận được đơn hàng đại trà, sau đó mẫu phê duyệt và chúng ta nhận được đơn hàng đại trà, và khi nhận được đơn hàng đại trà thì chúng ta triển khai như thế nào, đặt phụ liệu như thế nào và quản lý phụ liệu về như thế nào. Khi nào phụ liệu về đồng bộ thì chúng ta sẽ triển khai cho bắt đầu vào sản xuất đại trà. Sau đó thì sẽ là kiểm vải như thế nào, test độ co như thế nào và sắp xếp cắt như thế nào, may như thế nào, hoàn thiện như thế nào, đóng gói như thế nào và xuất hàng như thế nào. Và cái đặc biệt quan trọng nữa là nếu mà các bạn đã từng làm ấy, thì các bạn nêu ra một vài cái trường hợp với bộ phận quản lý đơn hàng nha, thì các bạn có thể nêu ra một số vài cái trường hợp mà các bạn xử lý tình huống phát sinh trong cái ở trong cái việc là ở trong cái quy trình sản xuất thì người ta sẽ rất là đánh giá cao. Ok, đó là về vị trí quản lý đơn hàng. Còn ví dụ như về QA/QC chẳng hạn, thì những công việc chính của QA/QC đó là kiểm hàng. Thì các bạn đã biết kiểm hàng đầu truyền chưa? Kiểm hàng đầu truyền như thế nào? Các bước kiểm hàng đầu truyền như thế nào? Những cái yêu cầu khi mà kiểm hàng đầu truyền khác với những cái bước kiểm hàng khác, ví dụ như kiểm inline hay kiểm final thì nó sẽ như thế nào? Tiếp theo đó là kiểm hàng inline thì các bước kiểm hàng sẽ như thế nào? Khi mà từng bước một bạn làm như thế nào? Tiếp theo nữa là kiểm hàng inline và kiểm hàng final thì nó khác nhau như thế nào? Ok, ngoài ra những công việc khác của QA, ví dụ như là chúng ta phải kiểm vải chẳng hạn, thì các bước kiểm vải như thế nào? Thì các bạn lưu ý với mình là mình diễn tả rất là dài như thế vậy, chi tiết như thế vậy để các bạn biết là với những các bạn chưa có kinh nghiệm thì các bạn biết là quản lý thế nào phải làm những cái gì, QA/QC phải làm những cái gì. Còn lưu ý lại với các bạn một lần nữa là trong cái câu hỏi này thì các bạn nói rất là ngắn gọn, súc tích thôi nha. Ok, tiếp theo chúng ta sang câu hỏi thứ hai là tại sao bạn lại nghỉ việc ở công ty cũ? Why did he leave your last job? Why did he leave your last job? Là tại sao? Why là tại sao này? Did you leave là đã rời đi, đã bỏ job, last job là cái công việc cũ của bạn. Tại sao bạn lại bỏ cái công việc cũ của bạn? Thì ở đây là người ta cũng nói rất là ở cái phần hướng dẫn trả lời này, thì người ta cũng nói chung là cái văn phong của dịch ra cái văn phong cái này thì mình dịch cố gắng là dịch word by word để các bạn học được từ vựng, cho nên là cái nó không thoát ý, thì khi mà mình giải thích thì mình sẽ không không care lắm về cái câu chữ ở trong này nha, mình sẽ nói nó rộng ra một chút, tức là có một cái chắc chắn ở trong khi mà trả lời cái câu hỏi này là không bao giờ các bạn nói xấu công ty cũ, nói xấu đồng nghiệp cũ, bởi vì là người ta nếu mà người ta nhận bạn thì người ta cũng sẽ là đồng nghiệp của các bạn, và người ta chắc chắn là không muốn đến một ngày mà các bạn đi đến chỗ khác và các bạn nói xấu đồng nghiệp và lúc đó là nói xấu người ta. Cho nên là bạn còn nói xấu như thế nào, bạn là nói xấu người khác để bạn tôn bạn lên thì người ta cũng đánh giá bạn không ra cái gì hết. Cho nên là cái yêu cầu tiên quyết là ở trong câu này thì không được phép nói xấu công ty cũ, không được phép nói xấu đồng nghiệp cũ. Ok, thế còn cái lý do thì có một vài cái lý do mà người ta hay hay đưa ra để trả lời cho cái câu hỏi này, đó là những cái lý do bất khả kháng. Chẳng hạn như là gia đình bạn, ví dụ như là phụ nữ sau khi sinh xong thì nghỉ việc rồi bây giờ quay trở lại thì là tìm một cái công việc khác, hay là nói đơn giản nếu nếu mà bạn không tìm được một cái lý do bất khả kháng nào ấy thì bạn trả lời là nghỉ việc ở công ty cũ để tìm một công ty mới, để tìm một môi trường mới làm việc tốt hơn, thì đó cái câu đó là cái câu cuối cùng khi mà bạn không thể nghĩ ra được một cái lý do bất khả kháng nào hợp lý cho cái việc là nghỉ ở công ty cũ.
Ok, tiếp theo sang câu thứ 3. What experience do you have in this field? Tức là cái experience là kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm gì mà mày có ở trong cái field là cái lĩnh vực này? What experience do you have in this field? Tức là bạn có kinh nghiệm gì trong cái lĩnh vực này? Thì đó, cái câu này thì nó cũng, nếu mà tại sao mà ở phía trên này, tại sao mình ở phía trên này mình nói là các bạn trả lời rất là ngắn gọn xúc tích thôi, để sau chắc chắn là sau câu này khi mà các bạn nói ra về cái kinh nghiệm của các bạn thì nhà tuyển dụng sẽ dựa vào những cái gì bạn trả lời, những cái kinh nghiệm mà bạn trả lời, và người ta sẽ xoáy vào hỏi kỹ về những công việc đó. Tức là các bạn làm cái công việc cũ như thế nào để người ta biết là cái mức độ kinh nghiệm của các bạn, ngoài cái việc là các bạn trả lời thật hay là các bạn nói dóc, thì lúc đó là người ta sẽ biết liền. Và người ta ở sau sau đó thì có những cái câu dạng câu hỏi như thế này, tức là bạn có kinh nghiệm gì trong những cái lĩnh vực này, thì quay ngược lại ở đây ở cái câu 1 là người ta họ sẽ hỏi xoáy sâu vào những công việc mà bạn đã làm. Ok, tức là hãy nói chi tiết cụ thể mà những việc mà bạn đã làm, nhưng mà lưu ý những việc bạn đã làm nên focus, nên tập trung vào những cái công việc mà liên quan đến cái vị trí mà bạn đang phỏng vấn. Còn những cái công việc không liên quan thì nếu mà trong cái trường hợp mà CV của bạn đã đề cập đến thì bạn chỉ nói qua thôi. Còn nếu trong cái trường hợp mà bạn chưa có kinh nghiệm thì đó lại quay về cái đầu tiên này. Tao chưa có kinh nghiệm. Cái câu trả lời hay nhất là tao chưa từng làm công việc này, nhưng mà tao đã tìm hiểu rất kỹ về cái công việc này, là ở cái bước này tao chưa từng làm công việc này, hoặc là tao chưa được làm cái công việc này nhưng mà tao đã tìm hiểu rất kỹ về cái công việc này rồi, thì đó là một cái câu trả lời cuối cùng cho cái việc là bạn không có kinh nghiệm, thì vớt vát lại là bạn đã tìm hiểu rất kỹ. Và nếu mà bạn nói ra câu đó thì chắc chắn là người ta sẽ hỏi bạn mày đã tìm hiểu như thế nào, thì người ta sẽ kiểm tra lại cái phần mà các bạn đã tìm hiểu ở trên này. Ok, tiếp theo câu số 4. Do you consider yourself successful? Tức là consider là xem xét, yourself là bản thân bạn, và successful tức là thành công của bản thân bạn. Mày đã từng xem xét lại cái thành công của bản thân mày chưa? Cái câu này thì nó hay gặp trong những trường hợp mà phỏng vấn những cái vị trí liên quan đến quản lý hoặc là cao cao một chút, chứ còn nếu mà những cái vị trí nói tóm lại là nó liên quan đến những cái vị trí nhiều kinh nghiệm một chút và lãnh đạo quản lý một chút thì người ta hay hỏi những câu này, còn những cái vị trí đơn giản thì cũng ít khi người ta đi hỏi những câu xoáy như thế này. Tất nhiên thì mình cũng cần phải biết, biết đâu nhà tuyển dụng họ rất là thích bạn thì họ lại hỏi bạn những câu này thì sao. Thì bạn cái câu trả lời, hướng dẫn câu trả lời của người ta thì bạn luôn luôn nên trả lời là có và giải thích ngắn gọn tại sao. Do you consider yourself successful? Bạn đã từng xem xét lại thành công của bản thân chưa? Câu số 5. What do coworkers say about you? Tức là đồng nghiệp thì nói gì về bạn? What do coworkers? Coworker là đồng nghiệp nhé. Coworker, what do coworkers say about you? Tức là đồng nghiệp thì nói gì về bạn? Thì cái này là người ta cho bạn là tự đánh giá lại bản thân mình qua cái giọng, qua cái việc là nhận xét của người bạn. Thì đương nhiên là lúc này không phải là người ta hỏi một cái người bạn của bạn nói gì về bạn, mà bạn phải tự trả lời là bạn của bạn nhận xét gì về bạn. Thì người ta muốn hỏi đến, muốn nói, bạn nói đến là cái đồng nghiệp nhận xét của bạn như thế nào, tức là cái tính cách của bạn như thế nào, được người khác thừa nhận như thế nào.
What do you know about this organization? Tức là mày biết gì hay là bạn biết gì về tổ chức này, hay là about this company, hay about this office, company office, hay about this factory. Thì cái organization nó là tổ chức, thì nó là cái nói chung. Còn có thể người ta hỏi là factory hay là company hay là office vân vân, thì người ta hỏi là mày biết gì về cái tổ chức này. Thì đó, chính vì cái câu hỏi này cho nên là mình mới có một cái phần đầu tiên là trước khi đi phỏng vấn thì các bạn tìm hiểu rất là kỹ về cái công ty làm về gì, quy mô, lịch sử, cơ cấu tổ chức, bộ máy vân vân. Thì nếu mà bạn gặp câu này thì gọi là trúng tủ. Ok, tiếp theo sang câu 7. What have you done to improve your knowledge in the last year? Tức là bạn đã làm cái gì để improve là cải thiện, và knowledge là cái hiểu biết. Mày đã làm gì để cải thiện cái hiểu biết của mày? In the last year là trong cái năm ngoái. Trong cái năm ngoái thì bạn đã làm gì để cải thiện cái hiểu biết của bạn? Ok, thì một lần nữa người ta muốn hỏi là bạn đã làm gì trong năm ngoái, bạn đã học được những cái gì trong năm ngoái. Và luôn luôn lưu ý là mình chỉ trả lời những cái gì liên quan đến công ty, liên quan đến cái lĩnh vực, liên quan đến cái công việc mà bạn đang phỏng vấn. Focus vào cái vấn đề đó. Câu hỏi tiếp theo. Are you applying for other jobs? Apply là nộp đơn. Applying là đang nộp đơn. Are you applying for other jobs? Là bạn đang nộp đơn hay bạn đang ứng tuyển vào một công việc khác. Thì đây câu trả lời của người ta là hãy trung thực, nhưng mà không nên dành nhiều thời gian cho câu hỏi này. Thì chúng ta sẽ trả lời, và để mà trả lời cho nó có nghĩa là không nên tập trung quá vào cái câu hỏi này. Tiếp theo câu hỏi số 9. Why do you want to work for this organization? Tức là tại sao mà bạn lại muốn làm việc cho cái tổ chức này? Thì đó, lại một lần nữa người ta muốn hỏi lại về những gì mà bạn đã tìm hiểu về tổ chức này, về công ty này, về văn phòng này, về công việc này. Là tại sao mà bạn lại muốn làm việc cho tổ chức này? Chính vì thế nên là tại sao mình đưa ra cái phần là tìm hiểu về công ty, tìm hiểu về lĩnh vực, hay là tìm hiểu về công việc ở cái phần đầu tiên là rất quan trọng. Bởi vì rất là nhiều cái câu hỏi mà người ta hỏi về vấn đề đó. Why do you want to work for this organization? Tại sao bạn muốn làm việc cho tổ chức này? Trong cái câu trả lời này thì nó có một ý rất hay, là tức là ngoài những cái việc mà bạn trả lời là ngoài những cái việc mà bạn đã tìm hiểu về cái tổ chức này, là tổ chức này làm việc trong lĩnh vực như thế nào, quy mô như thế nào, và cái công việc cụ thể là cái công việc mà bạn đang ứng tuyển này thì nó tốt như thế nào, cho nên là bạn muốn làm việc làm cái công việc đó và làm cái cho cái công ty đó. Nhưng mà có một cái nữa là bạn phải nêu ra được là cái công việc mà bạn đang muốn làm này nó có nhiều điểm tương đồng với những cái sở thích hay tính cách hay kinh nghiệm hay là những cái trình độ hay là những cái mà các bạn đã được đào tạo ở trong trường. Thì các bạn phải nêu ra được những cái đó, và đặc biệt là những cái mục tiêu nghề nghiệp trong dài hạn của bạn mà bạn tìm thấy được
trong cái tổ chức này, thì bạn ở trong cái câu trả lời này nó có một cái ý rất hay là mục tiêu nghề nghiệp của bạn, long term career growth, tức là long term là cái mục tiêu dài hạn, career là nghề nghiệp, thì cái mục tiêu nghề nghiệp dài hạn là mục tiêu nghề nghiệp dài hạn của bạn thì bạn tìm thấy được ở cái tổ chức này. Ok, tiếp theo sang câu thứ 10. Do we know anyone who work for us? Do you know anyone who work for us? Tức là bạn có biết ai mà đang làm việc cho chúng tôi không? Thì trong cái trường hợp này ấy, thì nếu mà bạn có bạn bè hay là người thân đang làm việc cho cái tổ chức này thì bạn cũng có thể nói ra để thể hiện cái sự thật thà. Tuy nhiên, có một điều mà bạn lưu ý là cái người mà liên quan đến bạn, bạn cần phải biết là người ta đang được đánh giá ở trong cái tổ chức này như thế nào. Ví dụ như là cái người mà bạn được giới, cái người giới thiệu bạn hay là cái người mà bạn quen đang làm việc cho cái công ty mà bạn đến phỏng vấn mà người ta làm rất là tốt, đương nhiên thì bạn được tiếng thơm lây. Nhưng nếu mà người ta đang có dính phốt nào đấy thì bạn cũng sẽ được có một cái ác cảm lây theo cái người mà người bạn biết. Ok, sang câu số 11. What type of salary do you need? Tức là loại lương nào mà bạn mong muốn? Thì cái câu hỏi này cũng giống như cái câu hỏi mà target salary, tức là bạn mong muốn mức lương bao nhiêu ấy. Target salary rất khi hầu hết là người ta sẽ hỏi bạn cái câu hỏi này, bạn mong muốn mức lương bao nhiêu? Thì cái câu hỏi này thì rất là khó để mà trả lời. Vì sao? Bởi vì là lúc này nó gần như là một cái sự chung kết rồi. Tức là cái câu hỏi này nó sẽ là cái câu hỏi chốt lại là bạn mong muốn mức lương bao nhiêu ở cái công ty này, ở cái vị trí này. Thì thông thường thì bạn tốt nhất là bạn không nên trả lời lần đầu tiên mà người ta hỏi. Cô không nên trả lời thẳng vào lần đầu tiên mà người ta hỏi. Bởi vì là khi mà chúng ta trả lời luôn ấy, thì kể cả bạn có là trả lời mà dưới cái mức lương người ta có thể trả cho bạn hay là bạn mà trả lời cao, đặc biệt là cao hơn cái mức lương mà người ta có thể trả cho bạn, cao hơn cái mức kinh nghiệm và kỹ năng của bạn, thì lúc đó người ta sẽ đánh giá bạn là một người đòi hỏi ngay từ đầu. Vì vậy cho nên là với cái câu hỏi này thì bạn cố gắng là né cái câu hỏi này, không nên trả lời ngay cái lần đầu tiên mà người ta hỏi. Còn nếu trong cái trường hợp mà người ta nhất định là người ta cần phải biết và người ta ghi vào cái biên bản là cái target salary, là cái mong muốn mức lương của bạn bao nhiêu, thì lúc sau người ta sẽ hỏi lại bạn. Thì lúc đó nếu không còn cách khác thì lúc đó bạn hãy trả lời. Còn để mà né cái câu hỏi này thì bạn có thể nói là cái lương nó còn phụ thuộc vào nhiều, lương không phải là tất cả, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như là thời gian làm việc, ví dụ như là áp lực công việc, hay là ví dụ như là tiền thưởng, hay là cái cơ hội thăng tiến, vân vân. Chính vì vậy cho nên là lương không phải là tất cả. Bạn né cái câu hỏi này bằng cách trả lời như vậy. Còn nếu trong cái trường hợp mà đó như mình nói là họ cần phải biết, trong cái biên bản làm việc của họ cần phải ghi xuống cái mức lương mà bạn mong muốn, thì lúc đó người ta sẽ hỏi bạn lần thứ hai, lần thứ ba, thì lúc đó thì bắt buộc là bạn phải trả lời và bạn phải thành thật với người ta là một, và thành thật với chính bản thân mình. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà bạn mà muốn cái mức lương bạn chấp nhận, kể cả bạn có đỗ nhưng mà bạn làm một cái công việc mà với cái mức lương mà thấp hơn quá nhiều cái mức lương mà bạn kỳ vọng, thì lúc đó ngay từ ban đầu tiên bạn đã không có nhiệt huyết với công việc này, thì bạn cũng không thể nào mà có nhiều cái tâm huyết
dành cho cái công việc này được. Cho nên là thành thật với người ta và thành thật với chính bản thân mình. Ok, tiếp theo. Nói tóm lại là đây là một cái câu câu 11, nó là một cái câu hỏi rất là khó, đòi hỏi bạn phải chuẩn bị rất là kỹ, bạn tự đánh giá bản thân mình có kinh nghiệm như thế nào. Qua cái việc tìm hiểu thì có thể là bạn biết là ở cái lĩnh vực này với cái vị trí mà người ta đòi hỏi như vậy thì thông thường cái mức lương, cái mặt bằng mức lương nó là bao nhiêu, và bạn đánh giá xem là với cái kinh nghiệm của mình thì có thể làm được cái công việc này hay không, và đương nhiên thì ít nhất nó cũng phải đạt được với cái mức lương sàn hay là cái mức lương chung cho cái vị trí này thì bạn có thể nói ra. Vì vậy cho nên là câu hỏi này là bạn phải chuẩn bị rất là kỹ, với mỗi người có một cái kinh nghiệm riêng, vì vậy chính bản thân bạn phải tự đánh giá lại và bạn phải có câu trả lời trước khi mà bạn đi phỏng vấn cho câu hỏi này. Tiếp theo, câu hỏi số 12. Are you a team player? Tức là bạn là một người làm việc, bạn có phải là một người làm việc nhóm không? Bạn là một người làm việc nhóm phải không? Are you a team player? Are you a team player? Thì đương nhiên là câu trả lời là yes, là đương nhiên là có rồi. Tất nhiên thì sau khi mà bạn trả lời có thì người ta có thể là hỏi xoáy sâu của bạn là bạn đã team player như thế nào, thì bạn cũng phải chuẩn bị cái câu trả lời cho cái câu hỏi tiếp theo đó, tức là bạn đã làm việc nhóm như thế nào. Bạn cần có một sự chuẩn bị từ trước để khi mà gặp câu hỏi đó, nếu mà bạn chưa từng làm việc thì bạn không bị giật mình vì câu hỏi phía sau của người ta. How long would you expect to work for us if hired? Tức là bạn mong muốn là làm việc với chúng tôi trong thời gian bao lâu nếu như bạn được tuyển dụng. How long là bao lâu này? Would you expect là mong, là trông đợi, mong muốn, trông đợi, kỳ vọng. Expect to work for us, để làm việc với chúng tôi. Nếu if hire, tức là if hire là nếu mà được tuyển dụng. Ok, thì đương nhiên là như cái câu phía trên mình cũng đã nói với các bạn là khi mà họ hỏi là tại sao mà bạn muốn làm việc với tổ chức này thì mình luôn luôn gắn cái mục tiêu nghề nghiệp dài hạn của bạn vào cái tổ chức này. Thì đương nhiên ở cái câu câu này đương nhiên là bạn phải trả lời là long time, tức là làm việc lâu dài. Ok, tiếp theo. Câu hỏi số 14. Have you ever had to fire anyone? Have you ever had to fire anyone? Have you ever had to fire anyone? How did you feel about that? Tức là bạn đã từng sa thải ai chưa? Và cái cảm giác của bạn lúc đó như thế nào? Thì cái câu hỏi này rõ ràng là dành cho những cái vị trí quản lý. Và nếu mà là vị trí quản lý thì không ngồi nghe mình nói luyên thuyên trái đất như thế này. Cho nên là câu hỏi này mình nghĩ là không cần trả lời. Tuy nhiên thì ở trong này thì người ta cũng đã có cái hướng dẫn trả lời, thì các bạn có thể tham khảo. What is your philosophy toward work? Tức là philosophy là triết lý toward work, tức là triết lý đối với công việc của mày là gì, hay triết lý đối với công việc của bạn là gì. Thì câu trả lời tốt nhất ở đây là ngắn gọn và tích cực. Những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm của bạn mà sẽ mang đến lợi nhuận cho tổ chức này. If you have enough money to retire right now, would you? Đây là một cái câu hỏi đuôi, là nếu mà bạn có đủ tiền để mà nghỉ hưu ngay bây giờ thì bạn sẽ nghỉ hưu chứ,
hoặc là thì bạn sẽ làm chứ. Nếu mà bạn có đủ tiền để nghỉ hưu, if you have enough money to retire right now là ngay bây giờ, retire là nghỉ hưu, enough money là đủ tiền. Nếu mà bạn có đủ tiền để nghỉ hưu ngay bây giờ thì would you là bạn sẽ làm chứ. Thì trong cái câu hướng dẫn trả lời thì có một cái, đây là một cái câu trả lời rất là hay, hãy cứ trả lời có nếu bạn muốn. Tức là nếu mà đây là người ta nói về cái mong muốn của bạn thì đương nhiên bạn cứ trả lời có để thể hiện là bạn là người thật thà. Tuy nhiên thì hãy thực tế một chút, hãy thực tế một chút, bởi vì ở đây là bạn đang đi xin việc. Bạn đi xin việc tức là bạn cần một công việc để kiếm thêm tiền, thì bạn không thể nào đã có đủ tiền để nghỉ hưu tại vị trí tại thời điểm hiện tại. Cho nên là bạn trả lời là có để thể hiện cái sự thật thà, nhưng mà quay trở lại là chúng ta phải thực tế là chúng ta đang đi xin việc để lo cho cái cuộc sống của chúng ta. Vì vậy cho nên là quay trở lại là chúng ta hãy thực tế là ngay bây giờ thì tao hẳn còn đang đi xin việc thì làm sao ta đã có thể đủ tiền để nghỉ hưu được, chẳng hạn như vậy. Have you ever been asked to leave a position? Tức là bạn đã từng xin nghỉ việc chưa? Thì cái câu hỏi này đương nhiên là phải xin nghỉ việc rồi thì chúng ta mới có thể là xin được một, để xin đến phỏng vấn một công việc mới. Còn nếu nó chỉ khác biệt trong cái trường hợp mà người ta hỏi với một nhân viên mới ra trường chưa từng làm ở đâu, thì với nhân viên mới ra trường chưa từng làm thì mới chưa từng xin nghỉ việc. Còn trong hầu hết những trường hợp đi phỏng vấn ở đây là chúng ta nghỉ việc ở công ty cũ và xin việc ở công ty mới, thì trong trường hợp đó nó lại quay trở về với nó, câu hỏi này nó giống hệt với cái câu hỏi số bao nhiêu ở phía trên này ta, tại sao bạn nghỉ việc. Ok, câu hỏi số 9, à không phải, câu hỏi số 9 là tại sao bạn muốn làm việc cho tổ chức này. Câu hình như câu 2 thì phải, đúng rồi, câu số 2, why did you leave your last job, thì câu hỏi này nó cũng tương ứng với câu hỏi số 2. Nếu trong trường hợp mà bạn đã có kinh nghiệm rồi, bạn đã từng đi làm rồi. Ok, tiếp theo. Câu hỏi số 18. Explain how you would be an asset to this organization. Explain how you would be an asset to this organization. Mình cố gắng đọc chậm để các bạn có, đặc biệt là những cái bạn mới, các bạn mới thì các bạn có thể mới tiếp xúc với tiếng Anh thì các bạn có thể là hiểu được. Asset này nó là tài sản. Explain là giải thích. Giải thích bạn sẽ như thế nào những để trở thành, how you would be an asset để trở thành tài sản to this organization, cho cái tổ chức này. Giải thích là bạn sẽ làm thế nào để sẽ trở thành là một tài sản cho cái tổ chức này. Thì đương nhiên đây là một câu hỏi để bạn nói ra những cái điểm mạnh của các bạn, những cái kinh nghiệm của các bạn. Why should we hire you? Why should we hire you? Tức là tại sao chúng tôi nên là tuyển dụng bạn? Thì một lần nữa, yêu cái để trả lời cho cái câu hỏi này, bạn phải nêu được cái những cái kinh nghiệm và những cái kỹ năng mà các bạn có mà nó đang phù hợp với cái vị trí người ta cần tuyển dụng, thì bạn nêu ra cái điểm mạnh của bạn ở cái vị trí này. Tell me about a suggestion you have made. Tức là hãy cho tôi biết một đề nghị mà bạn đã thực hiện. Tell me about a suggestion you have made. Tức là nói cho tao biết một lần mà mày đã đề nghị, đề xuất một cái vấn đề gì đó. Thì
Tất nhiên là cái đề xuất của bạn phải được là cái đề nghị, cái đề xuất của bạn phải được sếp của các bạn phê duyệt thì bạn mới nói ra cái đề nghị đó, cái đề xuất đó. Và sau khi mà sếp phê duyệt, tức là ở công ty cũ ấy, là bạn đã từng đề xuất một cái công việc gì, một cái việc gì, hay là đề nghị một cái việc gì mà được sếp chấp nhận, và cái đề xuất của bạn sau đó thì nó có kết quả, thì các bạn có thể nói ra ở trong trường hợp này. Câu 21. What irritates you about coworkers? What irritates? Irritates là một cái tính từ để thể hiện cái sự khó chịu. What irritates you about coworkers? Coworkers chúng ta đã gặp ở phía trên, đó là đồng nghiệp. Điều gì mà làm bạn khó chịu về những cái đồng nghiệp của bạn? Thì lại một lần nữa thì đây cái câu trả lời, hướng dẫn trả lời của người ta rất là hay này. Thì đây là một cái bẫy, một lần nữa người ta hỏi lại các bạn là đồng nghiệp các bạn đánh giá về các bạn như thế nào, tức là để xem là các bạn có nói xấu về đồng nghiệp của các bạn không. Một lần nữa người ta test bạn là để chắc chắn xem là bạn có nói xấu về đồng nghiệp không. Tiếp theo, một câu hỏi thẳng vào cái điểm mạnh nhất của bạn. What is your greatest strength? Tức là cái điểm mạnh nhất của bạn là gì? Thì một lần nữa để người ta hỏi, để mà đánh giá lại cái việc là bạn đánh giá được cái điểm mạnh nhất của mình là gì. Tell me about your dream job. Tell me about your dream job. Nói cho tôi biết về công việc ước mơ của bạn. Thì ở cái phần hướng dẫn trả lời, người ta nói rằng bạn tránh xa cái việc là miêu tả một cái công việc của cụ thể, mà công việc này sẽ là dream job của bạn. Tức là bạn đừng có ví dụ như quá thật thà, nói rằng cái dream job của tao là lương cao, đi sớm, đi muộn, về sớm, vân vân. Thì đương nhiên là những cái mong muốn đó của bạn khi mà nói ra thì người ta sẽ đánh giá bạn ra, chứ người ta không đề cao bạn ở cái câu trả lời đó của bạn. Câu 24. Why do you think you would do well at this job? Why do you think you would do well at this job? Tại sao bạn nghĩ rằng thì bạn sẽ làm tốt cái công việc này? Thì đương nhiên là để trả lời cho cái công việc này thì người ta lại một lần nữa muốn bạn liệt kê ra những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm mà bạn có và nó phù hợp với cái vị trí này. Tức là ở trong này thì mình đã liệt kê ra tất cả những câu hỏi mà người ta có thể hỏi, và trong những câu hỏi này thì có nhiều câu là cái cách diễn đạt, cái câu cú nó khác nhau, nhưng mà thực tế là cái mục đích của người ta là người ta hỏi nó giống nhau. Chính vì vậy cho nên là why do you think you would do well at this job? Câu hỏi này nó giống với một số cái câu hỏi phía trên. Thì thông thường là nếu mà người ta đã hỏi một cái câu hỏi như này rồi thì người ta không sẽ không hỏi lại những câu hỏi khác nữa. Why do you think you would do well at this job? Tại sao bạn nghĩ rằng bạn sẽ làm tốt cái công việc này? Câu 25. What are you looking for in a job? What are you looking for in a job? Looking for là tìm kiếm. Looking for in a job. Bạn đang tìm kiếm gì ở cái công việc này? Ok, câu số 26. What kind of person would you refuse to work with? Tức là bạn sẽ
từ chối làm việc với người như thế nào, what kind of person, là cái loại người như thế nào. Would you refuse, tức là từ chối, bạn sẽ từ chối to work with, từ chối làm việc cùng cái người như thế nào mà bạn sẽ làm từ chối làm việc cùng. Thì lại một lần nữa người ta muốn đánh giá lại bạn xem là bạn có phải là người hay nói xấu về người khác hay không ở trong cái công việc, trong cái câu hỏi này, cho nên là bạn hết sức cảnh giác. What is more important to you? What is more important to you? The money or the work? Tức là điều gì là quan trọng hơn đối với bạn? More important. Important là quan trọng và more important là quan trọng hơn. Thì what is more important to you? Tức là điều gì là quan trọng hơn đối với bạn? The money or the work? The money là tiền hay the work là công việc? Câu trả lời của họ cũng rất hay. Tiền thì luôn luôn quan trọng, nhưng công việc là quan trọng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì theo một cái cách mà đúng luật, theo một cái cách làm ăn lương thiện, thì chỉ có một công việc tốt mới mang đến một cái mức thu nhập tốt. Chính vì vậy cho nên là công việc luôn luôn là quan trọng hơn so với tiền. What good job previous supervisor say your strongest point is? Tức là cái câu hỏi này thì nó cũng giống như cái câu hỏi phía trên, là bạn đồng nghiệp của bạn thì nhận xét gì về bạn, thì thay vào đó thì ở đây người ta hỏi là what good job previous supervisor say your strongest point is? Tức là cái previous là trước đây nha, trước đây, và supervisor là cái người quản lý của bạn, say là nói, cái người quản lý của bạn nói rằng cái điểm strongest point là cái điểm mạnh nhất của bạn là gì. Thì cũng giống như ở cái câu trên, người ta hỏi là bạn bè đánh giá bạn như thế nào, hoặc là cái điểm mạnh của bạn là gì. Ok, câu số 29. Tell me about a problem you had with a supervisor. Tell me about a problem you have with a supervisor. Tức là nói cho tôi biết, hay nói cho tao biết một vấn đề mà bạn đã từng có với người quản lý cũ. Tell me about a problem you had with a supervisor. Đó, thì một đây cũng là một dạng câu hỏi mà người ta đánh đố các bạn để mà xem là các bạn có nói xấu cái người quản lý cũ hay là không, nói xấu công ty cũ hay là không. What has disappointed you about a job? What has disappointed you about a job? Disappointed có nghĩa là một sự thất vọng. Thì điều gì làm bạn thất vọng về một công việc, hay cái công việc như thế nào thì sẽ làm bạn thất vọng? Trả lời cho câu hỏi này thì có một cái ý rất hay, đó là cái công việc cũ thì nó không đủ thách thức đối với bạn. What has deprived you about a job? Okay. Tell me about your ability to work under pressure. Tức là nói cho chúng tôi biết cái khả năng mà bạn có thể làm việc. Ability là khả năng. Your ability tức là khả năng của bạn. Tell me about your ability to work, để mà làm việc này. Under là dưới, pressure là áp lực công việc. Tell me about your ability to work under
pressure, tức là hãy nói cho tôi biết khả năng làm việc dưới áp lực của bạn như thế nào. Thì bạn cho một cái ví dụ liên quan là cái công việc trước đây của bạn nó đã áp lực như thế nào và bạn đã làm cái công việc đó như thế nào, cải thiện cái vấn đề như thế nào. Do your skill match this job or another job more closely? Tức là cái kỹ năng của bạn thì phù hợp với công việc này hay là phù hợp hơn với một công việc khác? Do your skills match this job or another job more closely? Closely là một cái more closely là một cái mức độ mà another job closely, một cái mức độ hơn hơn như thế, tức là cái kỹ năng của bạn thì là phù hợp với công việc này hay là phù hợp hơn với công việc khác. Thì đó cũng là một cái dạng câu hỏi mà để người ta có thể đánh đố bạn là bạn có thực sự là yêu thích cái công việc của bạn đang ứng tuyển hay không, và những cái kỹ năng của bạn nó có phù hợp với cái vị trí bạn đang ứng tuyển không. Câu hỏi 33. What motivates you to do your best on your job? Motivate là cái thúc đẩy. Motivate. Điều gì thúc đẩy bạn? What motivates you? What motivates you to do your best on the job? Để mà, to do là để mà, your best là cái khả năng tốt nhất của bạn. On the job là trong công việc. Điều gì thúc đẩy bạn nỗ lực hết mình trong công việc? Thì cái này bạn có thể là có nhiều cái nhiều với từng người thì lại có nhiều cái lý do khác nhau. Bạn có thể nói là về phúc lợi là một, hay đơn giản là sự thăng tiến, hay đơn giản là những thành tích mà bạn sẽ đạt được, những cái thử thách trong công việc mà bạn đã giành được, hay là sự công nhận của sếp, sự công nhận của các thành viên trong team, hay là các khi mà bạn làm với merchandise thì là các bộ phận liên quan đánh giá bạn, ghi nhận cái sự cố gắng nỗ lực của bạn trong công việc, vân vân và vân vân. Thì bạn có nhiều cái lý do để mà bạn có thể trả lời cho câu hỏi này. What motivates you to do your best on the job? Ok, sang câu 34. Are you willing to work overtime, night, weekends? Bạn sẽ làm việc tăng ca được không? Làm đêm hay là làm cuối tuần? Are you willing to work overtime, night, weekends? Bạn sẽ làm việc tăng ca được không? Bạn có thể làm việc tăng ca được không? Nights, weekends. Nights là làm đêm và weekends là làm cuối tuần. Thì đó như là cái phần đầu tiên mà mình đã nói với các bạn ấy, thì cái phần này là cái phần thành thật. Bởi vì là hầu hết mọi người để mà muốn nhận được cái job này, nhận được công việc này, thì mọi người đều trả lời yes cho cái câu hỏi này. Có nghĩa là đồng ý làm tăng ca. Tuy nhiên thì bạn phải thực sự là cân nhắc kỹ cái câu hỏi này. Bởi vì sao? Bởi vì có thể là bạn đồng ý, bạn làm tăng ca, sau đó thì bạn được nhận. Nhưng mà cái cuộc sống thực tế, cái điều kiện thực tế của bạn không cho phép bạn có thể làm tăng ca được quá nhiều. Hay là bạn cần phải cân nhắc rất là rõ cái việc là làm tăng ca có tiền tăng ca hay không. Bởi vì là bạn có thể làm được một thời gian, nhưng mà nếu tăng ca quá nhiều mà không có cái phúc lợi gì, hay là nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của bạn, thì bạn cũng không thể nào mà làm lâu dài được. Chính vì vậy cho nên mỗi người cần phải cân nhắc rất là kỹ về những cái câu hỏi này trước khi đi phỏng vấn.
Và bạn nên thành thật với chính bản thân bạn và thành thật với nhà tuyển dụng ở câu hỏi này. Nói chung là về ngành may thì cái việc tăng ca là rất nhiều. Với bộ phận quản lý đơn hàng thì cái công việc của chúng ta thường là rất nặng, cho nên là thường là sẽ phải tăng ca. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào low season hay là peak season, tức là cái mùa thấp điểm hay mùa cao điểm, hay là cái công việc của bạn nó có phát sinh vấn đề gì không. Bởi vì nếu phát sinh vấn đề thì chúng ta phải tăng ca để chúng ta xử lý rất là nhiều, và rất là tiếc nếu mà có thể phải nói với các bạn là ở hầu hết các nhà máy là tăng ca không có tiền. Với bộ phận quản lý đơn hàng hay kể cả bộ phận QA QC hay các bộ phận thiết kế, rất nhiều nhà máy tăng ca không có tiền. Chính vì vậy nên cái điều này bạn cũng cần phải cân nhắc, để mà khi mà người ta hỏi về cái mức lương mong muốn thì các bạn cần phải cân nhắc, cần phải biết rõ là công ty này khi mà tăng ca có tiền hay không, để mà các bạn đưa ra một cái mức lương nó hợp lý. Ok. Câu 35. How would you know you were successful on this job? Có nghĩa là làm thế nào bạn biết được bạn đã thành công trong công việc này? How would you know? How là như thế nào? Would you know? Know này là biết. Know. How would you know? You were successful. Successful là thành công. On the job. How would you know you were successful on the job? Làm thế nào bạn đã để bạn biết được là bạn đã thành công trong công việc này? Thì cũng giống như ở câu trên, thì với mỗi người thì quan điểm thành công là khác nhau, bởi vì cũng có những người đặt mục tiêu cao và cũng có những người đặt mục tiêu thấp. Mình lấy ví dụ đơn giản, như cũng có những người mà chỉ cần là hoàn thành công việc, thì đối với họ, những người mà không có đặt quá nhiều mục tiêu cao, hoàn thành công việc và cố gắng để làm sao mà trong công việc nó suôn sẻ và hết giờ hành chính là về nhà với gia đình, như thế đã gọi là thành công rồi. Nhưng mà cũng có những người thì họ đặt ra tiêu chuẩn rất là cao, ví dụ như là phúc lợi phải được bao nhiêu, họ phải làm việc ở vị trí như thế nào, sẽ được mọi người đánh giá, trong mắt mọi người đánh giá là một người như thế nào, thì lúc đó họ mới là thành công. Thì bạn có thể nói ra cái tiêu chí của bạn như thế nào, bạn đạt được ở mức độ như thế nào thì bạn sẽ thành công. Ví dụ phúc lợi của bạn là mục tiêu bạn đặt ra là bao nhiêu, lương bạn đặt ra mà là bao nhiêu, hay là bạn phải làm việc ở một cái vị trí như thế nào, hay là mọi người công nhận bạn, sếp công nhận bạn như thế nào, bạn mới là thành công. Would you be willing to relocate if required? Would you be willing to relocate if require? Tiếp là relocate, tức là chuyển chỗ, sắp xếp lại cái chỗ làm việc, tức là if require. Require là yêu cầu, nếu như yêu cầu bạn sẽ sẵn sàng chuyển chỗ làm nếu cần, nếu như được yêu cầu. Thì cái điều này nó phụ thuộc vào hoàn toàn vào cái điều kiện của bạn. Có nghĩa là nó, bởi vì mỗi một người chúng ta không phải là kể, đặc biệt là những bạn đã lập gia đình rồi, thì nó không chỉ có liên quan ảnh hưởng đến bản thân của chúng ta mà còn liên quan ảnh hưởng đến gia đình nữa. Chính vì vậy cho nên là các bạn cần phải hỏi ý kiến những thành viên trong gia đình của mình sẽ về cái việc là chuyển chỗ làm việc như thế nào, có phù hợp hay không. Để trả lời cho câu hỏi này, vì câu hỏi này mang tính chất cá nhân với từng người. Câu 37. Are you willing to put the interest of the organization ahead of your own? Are you willing to put the interest? Are you willing to put the, chứ không phải the nhé, bởi vì trước nó sau sau giờ là một từ
Nguyên âm. Nguyên âm là có A, E, I, O, U ấy. Có 5 nguyên âm chính ấy, thì chúng ta phải đổi D sang Z. I'm willing to put Z interest. Interest ở đây là nó là interest là sở thích, nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể dịch nó rộng ra, nó là cái lợi ích, tức là I'm willing to put the interest of the organization. Organization là tổ chức. Organization hoặc là organization. Tiếng Anh Mỹ đọc là organization, còn tiếng Anh đọc là organization. Narration là tổ chức. Ahead là phía trước. Of your own. Own này là bản thân, của bản thân. Of your own, của bản thân bạn. Có nghĩa là bạn sẽ gì đặt cái lợi ích của tổ chức lên trên cái lợi ích của bạn. Bạn sẽ làm như vậy có phải không? Có nghĩa là bạn có thể đặt cái lợi ích của tổ chức lên trên lợi ích của bạn, được không? Yêu cầu là câu hỏi này là như vậy, thì có lẽ là câu hỏi này nó là một cái câu hỏi bổ thẩm bổ phạt, thì luôn luôn là yes cho nó nhanh, bởi vì là just say yes. Đây, câu trả lời just say yes là chỉ cần trả lời là yes, còn sau này nếu mà thực tế thì chẳng ai có thể là hy sinh cái lợi ích của mình vì một cái, nếu mà cái gì đó nó không quá quan trọng với mình thì chẳng ai hy sinh cái lợi ích cá nhân của mình đi cả. Chính vì vậy cho nên là tại cái thời điểm mà để trả lời cho câu hỏi, để nhận được việc thì just say yes, tức là chỉ cần trả lời là có. Describe your management style. Có nghĩa là describe là mô tả, management là cái quản lý, và style là cái phong cách, tức là mô tả cái phong cách quản lý của bạn. Thì cái câu này các bạn cũng đừng hiểu là chỉ có những cái người mà làm cái vị trí quản lý thì người ta mới hỏi cái câu này, tức là quản lý ở đây thì có thể là có hai, chúng ta hiểu nó là quản lý về công việc và quản lý về con người. Chính vì vậy nên là với những cái vị trí manager thì người ta hỏi mang hai cái ý nghĩa như vậy, có ý nghĩa về quản lý nhân sự và quản lý công việc. Còn với những cái vị trí mà phỏng vấn thông thường, không phải là vị trí quản lý, thì người ta muốn hỏi về cái phong cách quản lý công việc của bạn. Nói chia sẻ thêm với các bạn là, tức là từ đầu thì mình đã nói là mình sẽ giới hạn lại những cái nội dung câu hỏi trong cái ngày mai, bởi vì chúng ta đang nói chuyện về ngày mai để cho nó nhỏ hơn, phạm vi nó nhỏ hơn, nó phù hợp hơn, nó thiết thực hơn với các bạn khi mà các bạn đi phỏng vấn. Thì để trả lời cho câu hỏi này hay là cái cách làm việc của mỗi một người nó là khác nhau. Tuy nhiên thì cái yêu cầu gần như là chắc chắn ở trong cái công việc khi mà chúng ta làm với nghề may, đó là đầu tiên là cái tính cẩn thận là một. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải làm việc theo kế hoạch. Làm việc theo kế hoạch tức là sao? Chúng ta phải vạch ra kế hoạch là khi mà chúng ta nhận đơn hàng thì trong bao ngày chúng ta sẽ nghiên cứu tài liệu, trong bao lâu chúng ta sẽ phải đặt hàng và đặt cái gì trước, đặt cái gì sau, vân vân. Với các bạn mà làm QA thì các bạn cần phải biết là cái mã hàng của mình khi nào mà vào truyền, khi nào vào truyền, khi nào chúng ta có kế hoạch kiểm inline, khi nào mà hàng xuất thì chúng ta phải kiểm final, vân vân. Có một cái lợi thế rất lớn khi mà chúng ta làm việc theo kế hoạch, đó là chúng ta có một sự chủ động nhất định. Đặc biệt là với các bạn làm quản lý đơn hàng ấy, thì thứ nhất là khi mà các bạn nhận được thông tin của khách hàng thì chúng ta không bao giờ được để mà cái thông tin pending ở các bạn, tức là các bạn không chuyển thông tin cho tất cả các bộ phận liên quan. Tất nhiên là khi mà chúng ta mà nhận được thông tin nhiều thì đầu tiên là chúng ta phải xử lý cái thông tin đó, xem là cái thông tin đó nói về những vấn đề gì, và thông tin này thì phải chuyển cho những cái bộ phận nào. Chính vì vậy cho nên là không bao giờ để pending thông tin ở phía mình.
Cái thứ hai nữa là mình hãy chủ động trước khi để các phòng ban đến push bạn, tức là đừng có để các bộ phận khác đến giục bạn. Bởi vì sao? Bởi vì khi người ta đã giục thì chúng ta sẽ phải làm vội, và khi làm vội thì chúng ta chắc chắn là không có thời gian để kiểm tra lại. Cái thứ hai nữa, làm vội thì rất dễ phát sinh ra lỗi. Chính vì vậy nên là khi mà mình làm việc thì luôn luôn là mình để cái việc là mình sẽ đi push người khác trước khi để người khác push mình. Chính đơn giản như là khi mà chúng ta, mà giả sử như chúng ta nhận được cái tài liệu của khách hàng, thì chúng ta cần phải thật sự là nhanh chóng mà nghiên cứu rất là kỹ cái tài liệu của khách hàng. Thì ở cái bài 21 mình đã chia sẻ với các bạn tài liệu của khách hàng bao gồm những gì: BOM, Tech Park, Peer, vân vân. Chính vì vậy nên chúng manual hay là guideline, các loại manual, các loại guideline, vân vân. Chúng ta phải nghiên cứu rất là kỹ, và nghiên cứu kỹ nhưng mà phải có thời, chúng ta phải hạn định được cái thời gian chúng ta nghiên cứu là gì. Ok, chính vì vậy cho nên là chúng ta càng nghiên cứu cái style, nghiên cứu kỹ bao nhiêu thì chúng ta càng hiểu về cái mã hàng bấy nhiêu, và cái công việc của chúng ta nó sẽ càng chủ động bấy nhiêu. Ok, chúng ta đi vào câu 39. What have you learned from mistake on the job? What have you learned from mistake on the job? Có nghĩa là learn là học. Và bạn học được gì từ những mistake, là những sai lầm, những cái lỗi on the job? Bạn học được những gì từ những sai lầm trong công việc? Nói chung là cái khi mà chúng ta đi làm, kể cả là làm lâu năm hay là các bạn mới mới làm, mới đi làm, thì cái việc thiếu sót, cái việc sai hỏng là gần như là không tránh được. Chính vì vậy nên mình luôn luôn nói là các bạn cẩn thận bao nhiêu thì các bạn sẽ hạn chế cái sai lầm bấy nhiêu. Chính vì vậy chúng ta phải rất là cẩn thận, đặc biệt là trong cái ngành may công nghiệp này, bởi vì chúng ta chỉ cần sai một chữ thôi và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ một cái quy trình sản xuất, và lúc đó nhiều cái lỗi chúng ta không có cơ hội để sửa chữa nữa, không thể sửa chữa nữa, vì nó là may công nghiệp, may dây chuyền, cho nên là rất là nguy hiểm. Thì đương nhiên là có một câu mà mình luôn luôn chia sẻ với các bạn là ok, các bạn có thể mistake, nhưng các bạn đừng mistake một the same way, two time the same way, tức là hai hai lần lỗi, hai cần hai lần sai cho cùng một lỗi, thì cái điều đó thì bạn thật sự là rất tệ. Có nghĩa là sau cái mistake, sau cái lần sai lầm lần đầu tiên, bạn chẳng học được cái gì từ cái sai lầm đó cả. Chính vì vậy bạn không học được cái gì thì bạn lại mắc sai lầm lần thứ hai. Ok, tức là chính vì thế nên là chúng ta học được những sai lầm. Thì cái quan trọng ở đây ấy là chúng ta học được những cái sai lầm là gì? Là đầu tiên là chúng ta phải tìm ra được cái nguyên nhân vì sao chúng ta sai, và từ những cái sai lầm đó thì chúng ta biết là tránh đi lần sau như thế nào để không sai. Nhưng cái quan trọng là bạn sẽ học được cái việc là khi mà sai lầm xảy ra thì nó ảnh hưởng như thế nào. Lúc đó bạn sẽ thực sự hiểu là sai lầm, bạn sẽ phải trả giá những cái gì. Cái thứ hai nữa là bạn sẽ biết được làm như thế nào để tránh được sai lầm. Và cái quan trọng là khi mà bạn làm nhiều, bạn có nhiều kinh nghiệm, thì bạn sẽ biết là với cái công việc này, những cái key của cái công việc này là gì, và bạn không được phép sai lầm ở trong cái những cái key đó, tức là những cái điểm chính của cái công việc này là gì, và bạn không được phép mắc sai lầm ở những cái điểm chính đó. Bạn phải tập trung vào những cái điểm chính đó, bạn focus vào những cái điểm chính đó để tránh sai lầm. Câu 40. Do you have any blind spot? Blind là mù quáng ấy, còn spot này là điểm. Như vậy thì
bạn có điểm nào xấu không? Tất nhiên thì bất cứ ai chúng ta cũng có điểm xấu cả, không ai là hoàn hảo hết. Tuy nhiên thì là chúng ta nói với người khác về cái điểm xấu nào, đó là việc của chúng ta. Đương nhiên ở câu này thì không nên quá thật thà để mà nói ra những cái điểm quá xấu của mình, bởi vì là người ta nói là tốt khoe còn xấu che, thì đương nhiên là cái điểm xấu thì chúng ta phải che lại. Nhưng mà ở đây họ lại hỏi thẳng về cái điểm xấu của chúng ta, thì chúng ta có thể nói một vài cái điểm xấu vô thưởng vô phạt, hay là thậm chí cái điểm xấu đó thì nó lại ở một cái khía cạnh nào đó nó vẫn có mang cái ý nghĩa tích cực. Lấy đơn giản ví dụ như là cái điểm xấu này thì nhiều khi nó cũng là người ta hỏi một cái cách khác, tức là cái điểm yếu của bạn là gì, thì nhiều khi mình trả lời với những cái điểm yếu mà nó không mang cái tính chất quá nặng nề hay đơn giản. Đơn giản mình lấy ví dụ như này, mình có thể nói là cái điểm xấu của tao là cái điểm xấu mà ta hay là cái gì, tao là người cầu toàn, cho nên là với khi mà gặp một cái sai lầm nào đó thì tao dằn vặt bản thân mình rất là nhiều, chính vì vậy cho nên là đôi khi là tao cảm thấy là nó áp lực, cho nên là đấy là một điểm xấu. Nhưng mà nó thực sự nó ở một cái khía cạnh nào đó thì người ta sẽ đánh giá mình là một cái con người trách nhiệm chẳng hạn, thì nó là một đó câu hỏi mẹo. Nếu mà chúng ta biết điểm xấu thì điểm xấu đó nhiều khi nó không còn là điểm xấu nữa, bởi vì chúng ta biết thì chúng ta đã có thể tránh được. Ok, tiếp theo chúng ta đi câu 41. If you were hiring a person for this job, what would you look for? Nếu bạn là hiring, là thuê một người cho cái vị trí này, cái công việc này. If you were hiring a person for this job, hiring là thuê nha, a person là một người, for this job, cho cái công việc này. Nếu mà bạn đi thuê một người cho cái công việc này, what would you look for? Bạn sẽ mong chờ một cái điều gì? Bạn sẽ tìm kiếm cái điều gì? Ở câu hỏi này thì nhà tuyển dụng muốn là chúng ta đặt vị trí của chúng ta, đặt cái suy nghĩ của chúng ta vào cái suy nghĩ của nhà tuyển dụng, là họ đang cần một người như thế nào cho cái công việc này. Thì đó lại một lần nữa các bạn thấy là cái mức độ và cái tầm quan trọng của cái việc job requirement hoặc là job description ở cái phần bên trên ấy, là cái phần mô tả yêu cầu công việc và mô tả công việc nó quan trọng như thế nào. Và cái việc là các bạn tìm hiểu thông tin trước khi mà đi làm nó như thế nào. Và ở đây thì một lần nữa người nhà tuyển dụng muốn mình đưa chúng ta đưa ra một cái những cái quan trọng, những cái tính năng, tính cách quan trọng, những cái yêu cầu quan trọng cho cái công việc này. Và đương nhiên là chúng ta phải gắn những cái gì chúng ta có vào cái yêu cầu của cái công việc này, tức là đấy, công việc này thì nó cần một người như thế này, một người như thế này, mà tao là một người như thế này, tao là một người như thế kia, nó phù hợp với công việc này. Ok, cụ thể hơn về ví dụ như quản lý đơn hàng, bạn đang phỏng vấn cho quản lý đơn hàng và người ta hỏi ở cái câu như thế này, thì bạn có thể nói là quản lý đơn hàng cần là một cần một người gì, một người cẩn thận. Ok, tao cẩn thận. Quản lý đơn hàng cần là một người mà làm việc theo kế hoạch. Ok, tao là người làm việc theo kế hoạch. Bởi vì sao? Bởi vì quản lý đơn hàng phải lập kế hoạch sản xuất cho tất cả các bộ phận liên quan. Thì đương nhiên là lập kế hoạch sản xuất cho các bộ phận liên quan thì cũng đồng thời với việc là chúng ta phải làm việc theo kế hoạch và lập kế hoạch làm việc cho chính bản thân mình. Tiếp theo, quản lý đơn hàng cần gì nữa? Quản lý đơn hàng phải là người làm việc với tất cả các bộ phận liên quan, vì vậy nên là cái kỹ năng giao tiếp thì phải yêu cầu nó như thế nào, và cái kỹ năng giao tiếp của chúng ta ra làm sao, có phù hợp hay không. Tiếp theo nữa là quản lý đơn hàng phải là người xử lý tình huống tốt,
Bởi vì chúng ta biết là trong cái quá trình sản xuất, không lỗi nọ thì lỗi kia, không ở khu vực ở không ở bộ phận này thì bộ phận kia đều rất là dễ phát sinh ra lỗi. Biết được điều đó thì đầu tiên là chúng ta phải làm gì để mà phòng tránh những cái lỗi đó. Ngoài cái việc là chúng ta rất cẩn thận ra thì chúng ta làm tài liệu rất là rõ ràng, và khi mà gửi những cái yêu cầu cho tất cả các bộ phận thì chúng ta giải thích rất là kỹ càng cẩn thận, để cho tránh cái việc là những cái bộ phận khác người ta không hiểu hoặc là hiểu sai ý mà người ta sẽ làm sai. Thì đó, chính vì thế cho nên là cái kỹ năng xử lý, và khi mà lỗi xảy ra thì quản lý đơn hàng sẽ xử lý cái vấn đề nó như thế nào, và tao có cái kỹ năng về xử lý tình huống nó phù hợp với cái công việc này. Tiếp theo nữa, nếu bạn, đó là cái mình nói về cái quản lý đơn hàng. Còn ví dụ như bạn là một người QA, người QC, đương nhiên đã làm trong ngày mai thì cái đầu tiên là bạn thật sự là cẩn thận và thật sự là chi tiết, bởi vì là người QC cần phải chi tiết khi mà kiểm hàng như thế nào, kiểm từng cái lỗi một, kiểm từng cái chi tiết một của sản phẩm, thì tao là người chi tiết như thế nào. Tất nhiên người QC ngoài cái việc chi tiết ra thì chúng ta cần có một cái nhìn tổng thể, tức là khi QC thì chúng ta có một cái nhìn chi tiết và cũng có một cái nhìn tổng thể luôn. Tức là khi chúng ta nhìn chi tiết vào cái chi tiết này thì cái chi tiết này nó yêu cầu phải như thế nào, và thực tế ở trên sản phẩm nó đang như thế nào, nó có đáp ứng được cái chi tiết đó hay không. Nhưng chúng ta lại phải có một cái nhìn nó tổng quan, tức là cái chi tiết đó nó có cái mối quan hệ như thế nào với các chi tiết khác. Mình lấy ví dụ như cái chi tiết tay áo chẳng hạn. Đương nhiên khi chúng ta kiểm một cái tay áo thì chúng ta cần phải biết là đường mí, đường diễu nó như thế nào ở trên cái tay áo này, nó có thẳng, nó có đều hay không. Nhưng mà cái tay áo này thì nó lại nằm trong một cái mối quan hệ là nó là một phần của cái áo chẳng hạn, và nó tay bên trái và tay bên phải là phải phải cân bằng, đối xứng. Thì chính thế cho nên là một người QA, một người QC cần phải phải rất chi tiết nhưng lại phải có cái nhìn tổng quan. Ok, đấy là một số cái ví dụ về cái kinh nghiệm làm việc cho từng bộ phận. Tiếp theo chúng ta sang câu 42. Do you think you overqualified for this position? This position là cái vị trí này. Position là vị trí. This position là vị trí này. Và qualify là cái kỹ năng. Và overqualify tức là bạn có, do you think, bạn có nghĩ rằng you are overqualified for this position, bạn có nghĩ rằng bạn thừa cái kỹ năng cho cái vị trí này không? Thì như là ở cái đầu tiên mình đã nói với các bạn, chúng ta đi phỏng vấn là chúng ta tự tin nhưng không kiêu ngạo. Và đương nhiên là khi quay trở lại với cái vấn đề là chúng ta lựa chọn cái nghề và lựa chọn cái công ty, lựa chọn cái vị trí phỏng vấn, là chúng ta phải có cái sự đánh giá xem xét, thì bao giờ chúng ta cũng phải cái lựa chọn một cái vị trí nó bên trên cái kinh nghiệm của mình một chút, để mà làm sao để mà khi mà chúng ta phỏng vấn và chúng ta đạt được cái vị trí đó thì chúng ta nhận được một cái phúc lợi tương ứng với vị trí đó, và nó hơn cái vị trí cũ ở công ty cũ, thì chúng ta mới 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 muốn làm việc. Thì đương nhiên với một cái lựa chọn đó, với một cái suy nghĩ đó, thì ngay từ đầu tiên khi mà chúng ta lựa chọn cái vị trí này, chúng ta đã hiểu rằng là mình đang cố gắng để đạt được cái vị trí này, thì chúng ta đương nhiên là không thể nói là chúng ta thừa kinh nghiệm cho cái vị trí này. Nói như thế để các bạn biết là ở câu này thì chúng ta trả lời như thế nào rồi. Chúng ta nói rằng
chúng ta có thể nói rằng là chúng ta phù hợp với vị trí này, nhưng chúng ta không thể nói rằng là chúng ta thừa kinh nghiệm cho cái vị trí này. Câu 43, how do we propose to compensate for your lack of experience? Propose là đề nghị và compensate là một cái việc đền bù. Có nghĩa là bạn sẽ đề nghị và bổ sung vào những cái mà lack of experience. Lack of experience là lack of là cái phần thiếu sót của một cái gì đó, và experience là cái kinh nghiệm của bạn. Tức là bạn sẽ đề xuất là bạn sẽ bổ sung hay là đền bù vào những cái phần thiếu của kinh nghiệm của trong kinh nghiệm của bạn như thế nào. Tức là bạn sẽ bổ sung, bạn sẽ làm gì để bù lại những cái kinh nghiệm mà bạn còn thiếu. Thì đó, đây là một cái lúc mà mình đưa ra những, tất nhiên với những các bạn sinh viên thì không thể đòi hỏi các bạn là gì, các bạn vừa mới ra trường và các bạn có kinh nghiệm ngay được. Thế nhưng mà đây là một cái lúc mà để các bạn có thể show ra cho nhà tuyển dụng thấy là mặc dù là tao chưa từng làm cái công việc này, nhưng tao đã tìm hiểu rất là kỹ công việc này, nó phải là như thế này, nó phải là như thế kia, nó cần cái nọ, cần phải cái kia. Thì đó là cái lúc mà bạn nói với người ta là cái phần mà tao sẽ bù vào cái kỹ năng, cái kinh nghiệm còn thiếu, đó là cái việc tao sẽ rất là chăm chỉ. Là một cái thứ hai nữa là trước, mặc dù tao chưa có kinh nghiệm làm trực tiếp, nhưng mà tao đã tìm hiểu rất là kỹ cái công việc này rồi, chẳng hạn như vậy. Câu 44, what quality do you look for in a boss? Tức là bạn tìm kiếm một cái ông chủ, một cái người chủ hay là một người quản lý như thế nào? What quality do you look for in a boss? Thì chúng ta có thể nói là chúng ta thần tượng một cái người quản lý như thế nào, chúng ta thần tượng một cái ông chủ như thế nào, chúng ta mong muốn một người chủ và có những cái kỹ năng gì, có những cái kinh nghiệm gì, hay là một người chủ quan tâm đến chúng ta như thế nào, thì chúng ta có thể nói ra. Và ở đây có một gợi ý cho các bạn, ví dụ như ở trong cái câu trả lời này, đó là knowledgeable là sự hiểu biết này, hoặc là hài hước, công bằng, vân vân và vân vân. Câu số 45, tell me about a time when you had to resolve a dispute between others. Tức là tell me about là nói cho tao biết về, a time là một lần, when khi mà you have là bạn giúp cho, resolve là giải quyết a dispute. Dispute là một sự tranh cãi, between others tức là tranh cãi giữa những người khác. Tức là nói cho, hãy kể cho tôi nghe một lần khi mà bạn giúp giải quyết tranh chấp giữa những người khác. Thì cái này là bạn tự nói ra một cái kinh nghiệm, một cái lần mà bạn giúp giải quyết cái việc tranh cãi giữa các người khác. Còn nếu mà không ấy, thì bạn tự sáng tác ra một tình huống rồi bạn xử lý cái tình huống đó. Còn nếu mà không nữa, bạn không thích là một người nói dóc, nói sáng tác, nói không thật, thì bạn có thể trả lời thực tế là tao chưa từng gặp cái tình huống đó, cái này là quyết định của bạn. Câu 46, what position do you prefer on a team working on a project? Tức là what position, vị trí nào? What position? Position là vị trí. Do you prefer? Prefer là yêu thích. Cái vị trí nào mà bạn yêu thích on a team, trong cái nhóm của bạn?
What position do you prefer on a team working on a project? Làm việc với một dự án, project, tức là vị trí nào bạn thích. Vị trí nào ở trong nhóm mà bạn thích làm việc khi mà cái làm việc một cái dự án? Để trả lời cho câu hỏi này thì tùy thuộc vào cái sở thích của các bạn. Có nghĩa là cái kỹ năng và kinh nghiệm của các bạn nữa. Ví dụ như là bạn thích là người cầm đầu, ok, thì mình có thể trả lời là mình thích là một người lãnh đạo trong một cái nhóm khi mà làm việc với một dự án. Hay đơn giản là mình thích là một người vạch ra cái kế hoạch làm việc cho từng bộ phận hoặc là vạch ra cái kế hoạch làm việc cho cái dự án đó. Và hay đơn giản như là bạn là một người thích support, thích hỗ trợ cho một cái bạn khác chẳng hạn, vân vân. Thì tức là bạn hình dung ra trong một cái project, trong một cái dự án thì nó bao gồm những cái vị trí nào bạn sẽ là thích cái làm việc ở trong cái vị trí nào ở trong nhóm. Câu 47, describe your work ethic. Ethic ở đây là đạo đức nghề nghiệp, tức là hãy mô tả về cái đạo đức nghề nghiệp của các bạn. Đạo đức nghề nghiệp thì nói cũng hơi là to tát, ý ở trong này tức là khi mà bạn làm việc thì bạn sẽ làm việc như thế nào. Tức là ví dụ như là bạn làm việc thì bạn sẽ chăm chỉ làm việc hay không, khi mà bạn làm việc thì bạn sẽ làm theo kế hoạch hay như thế nào, và bạn cố gắng là để hoàn thành về cái thời gian, tiến độ và chất lượng của công việc, chất lượng của dự án như thế nào, vân vân. Thì bạn có thể trả lời cho câu hỏi này. What has been your biggest professional disappointment? Tức là câu 48. What has been your biggest? Cái gì là cái điều lớn nhất? Professional là thông thường nó là chuyên nghiệp, và disappointment là cái sự thất vọng. Thì cái sự thất vọng trong nghề nghiệp lớn nhất của bạn là gì? What has been your biggest professional disappointment? Ở câu hỏi này tức là người ta muốn hỏi chúng ta về một cái việc gì đó mà chúng ta thất vọng về một cái việc gì đó, thì tốt nhất là chúng ta kể với nhà tuyển dụng một cái lần mà chúng ta không thể hoàn thành được mục tiêu chẳng hạn. Nhưng mà lưu ý là cái không hoàn thành được mục tiêu hay không hoàn thành được cái yêu cầu của cấp trên, nhưng mà chúng ta phải lưu ý là chúng ta nói cái mục tiêu và nói cái yêu cầu nó lớn, nó nằm ngoài tầm kiểm soát. Bởi vì nếu không thì chúng ta nói một cái yêu cầu nó đơn giản quá mà chúng ta không hoàn thành được mục tiêu thì chứng tỏ là cái kỹ năng và cái kinh nghiệm xử lý của chúng ta là yếu, là kém. Thì cái đó thì nhà tuyển dụng sẽ đánh giá thấp chúng ta. Thì đó là một cái gợi ý để mà các bạn trả lời cho câu hỏi này. Câu 49, tell me about the most fun you have had on the job. Tell me about, thì các bạn gặp trước đây rất là nhiều rồi. Nói cho tôi về, nói cho tao về. The most là cái so sánh cao nhất thì các bạn cũng đã biết rồi. The most fun, fun là cái niềm vui, niềm, có nghĩa là những cái điều thú vị. The most fun you have, mà bạn có on, you have had on the job. Tức là hãy kể cho tôi nghe, hãy kể cho tao nghe về những cái điều thú vị nhất ở trong công việc. Thì bạn có nhiều cách để mà trả lời cho cái câu hỏi này, có nhiều cái gợi ý. Ví dụ như là trong công việc thì bạn cảm thấy, khi mà bạn làm việc bạn cảm thấy cái điều gì thú vị thì bạn có thể nói ra. Ví dụ như là với MD chẳng hạn, thì các bạn làm việc với tất cả các bộ phận thì các bạn cảm thấy rằng là khi mà giao tiếp với tất cả các bộ phận, mỗi một người, mỗi một tính cách, các bạn học được những cái kinh nghiệm, những cái tính cách của người ta, thì đó là một cái điều thú vị đối với các bạn.
thì các bạn có thể kể ra. Hay giả sử như là cái bạn làm cho trong cái công việc quản lý đơn hàng, thì cái công việc này nó đòi hỏi bạn phải có một cái nhìn tổng quan khi mà các bạn xây dựng lên cái kế hoạch sản xuất. Thì qua một thời gian các bạn làm thì các bạn tích lũy được kinh nghiệm về cái việc là lập kế hoạch và cái việc là quản lý đơn hàng phải đảm bảo được cái kế hoạch sản xuất nó suôn sẻ, nó thuận lợi. Thì các bạn học được cái việc là các bạn thấy là sau khi mỗi lần xuất hàng thì các bạn thấy là vui chẳng hạn, bởi vì là cái kế hoạch đã đạt được và chúng ta đã control được một cái kế hoạch sản xuất nó suôn sẻ thì bạn cảm thấy vui chẳng hạn như vậy. Hoặc là với những cái bộ phận quản lý đơn hàng là như thế, thế còn bộ phận QA thì ví dụ như là bạn đi kiểm hàng, kiểm in lại, bạn phát hiện ra được những cái lỗi và các bạn phát hiện ra sớm, các bạn hướng dẫn được nhà máy để sửa cái lỗi đó. Hoặc là ngay từ ban đầu tiên khi mà chúng ta mà họp PP với nhà máy và chúng ta đã lưu ý được nhà máy về những cái lỗi sai để mà họ không mắc vào những cái lỗi đó và chúng ta thấy vui vì điều đó, thì chúng ta có thể nói ra. Và cái câu hỏi cuối cùng, và cái câu hỏi cuối cùng là cái luôn 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 nhà tuyển dụng luôn luôn có câu hỏi là Do you have any question for me? Do you have any question for me? Or do you have any question? Thì lúc này chúng ta thể hiện cái sự là tất nhiên là trong cái việc phỏng vấn thì cũng có những câu hỏi chúng ta đã hỏi rồi, nhà tuyển dụng cũng đã nói chuyện với chúng ta rồi, nhưng mà câu hỏi mà nhà tuyển dụng chưa nói thì chúng ta có thể hỏi lại. Và lúc này cũng là một lúc mà chúng ta thể hiện cái việc là chúng ta đã tìm hiểu kỹ về nhà tuyển dụng chưa, vân vân. Một số nhiều khi nếu các bạn thực sự mà đã tìm hiểu kỹ về về người ta thì các bạn sẽ về công ty, về tổ chức, về công việc thì các bạn sẽ có vô số câu hỏi để các bạn có thể hỏi. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn mà vẫn chưa biết là hỏi gì thì các bạn có thể có một số cái câu hỏi nó thông thường, ví dụ như thời gian làm việc như thế nào, tăng ca như thế nào, vân vân. Hay là chế độ thưởng như thế nào, chế độ thăng tiến như thế nào, vân vân và vân vân. Thì chúng ta có thể, nếu mà chúng ta thực sự là đã tìm hiểu kỹ về cái tổ chức này rồi, và trước khi mà chúng ta đã hỏi rồi và không còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta nói là tôi đã tìm hiểu kỹ và không còn câu hỏi gì. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn 50 cái câu hỏi. Đây là 50 câu hỏi chung nhất về phỏng vấn tiếng Anh, và mình cũng giới hạn lại cái việc trả lời, cái kinh nghiệm của mình, cái việc trả lời và giới hạn lại trong cái lĩnh vực ngành may. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.